Chưa lấy quần sao mà mặc? Ai da. Đây là vali, đây là khăn tràng cổ, khăn tắm, áo khoác hai cái áo khoác lận nha các bạn. Ok, 10 độ C lận đó, hai da mặc hai áo vô ha. Đây là bộ đồ ngủ và đây là cái quần để ngủ luôn, cái áo để ngủ nè. Hai da, đây là sáu cái quần nha. Quá là ổn. Ok, bây giờ đây sẽ xếp đồ vô nha. Bye bye. Và ok, đây hành lý đây to đùng luôn. Hai da chiếu à. Nè, đây chính là cái giỏ để mà đựng điện thoại nha các bạn. Đây đó. Ok, quá lộ. Trong này hả? Nó phồng lên nè. Hai da nhét vô trọng ha. Quá lộ. Ok, bye bye. Đây là đồ ngày mai đi Đà Lạt nha các bạn. Cái này là cái áo khoác nè. Hay da, quá đã luôn. Đó, thấy không? Còn cái này là áo thể dục của trường, cái quần thể dục, cái nón, khẩu trang và đôi giày cà. Quá là ổn luôn. Ngày mai là lại sẽ đi Đà Lạt nha. Bây giờ đi ơi, đi ngủ nha. Bye bye. Các bạn có nhìn thấy cái gì nó bay hơi không? Đây. Ok, buổi sáng của đẹp quá là ổn. Đây là mì và thịt và tôm. Quá đã luôn nha. Ăn dần bụng trước cái để ra các bạn. Ok, có gì xe sẽ dừng ở Dầu Dây hay đâu đó rồi đẹp ăn tiếp nha. Đói bụng quá. Ok, và xin mời các bạn ăn sáng nha. Ăn sáng. Bye bye. Oh my god nè. Các bạn muốn xem đẹp ảo thuật không? Ai da. Đang ở Đà Lạt và ok, quá là ổn luôn. Ui chết.
Cái bí đằng đâu, cái bắp đằng đâu? Hai nha. Để quên ở thành phố Hồ Chí Minh. Khó khó khó, chết mẹ mày rồi con. Rồi hai nha. Hồ Tiên. Oh my god, đã quên cái bóp ở nhà rồi. Hai nha. Ok. Trời luôn, giận nó quá trời luôn, yeah. Đây đây. Ra ra các bạn có thể thấy đây xe xếp hàng rồi, đây xe xếp hàng quá trời luôn nha. Hình như ngoài này xe khối 10 sao các bạn. Còn ở trong cái đậu trong trường mới là xe khối 12 nha. Ok, bây giờ quẹt trái vô hai. Các bạn bộ ok thì sau những ngày thi cử căng thẳng thì ok, hôm nay trường trung học của ông Đức có tổ chức ngoại khóa đi Đà Lạt nha các bạn. Ok, bây giờ là tài xế đi vô sảnh chính để điểm danh nha. Ok, ở bên trong đó đã có xe xếp rồi kìa, đó quá là ổn luôn. Đồng qua hai giá 12 lên trên 10 dưới sau. Theo hàng, theo xe, điểm danh á. Quá chiếu à. Ok, xe số 3 đâu đó bên này. Hay da xuống dưới luôn. Ông già Noel kìa các bạn, hài già chiếu à. Bạn của Kiên đúng không? Bạn của bạn Kiên đó nha các bạn. Ok, chiếu à. Quá là ổn luôn. Ok, bây giờ là đạn đang điểm danh để mà chuẩn bị lên xe nha. Đạn Khánh, chút nữa lại lấy bánh kẹo để quên nha. Ok. Bye bye. Bạn có thấy cái bạn mà đội cái nón màu vàng không? Cái đội nón mà con Pikachu gì kìa đó. Ý, hình như chị Giang đúng không? Đúng không? Cái bạn hay da. Hay da, hôm bữa chị Giang nói không đi. Mà bây giờ chị Giang lên đây. Đây. Chiều quá à, đó chị Giang kìa. Quá đã luôn. Ok, bye bye. Dạ. Để kiếm được cái nón nè. Cái nón kỳ quá à. Nón rượu quá à. Ok, các bạn, đây chính là cái gối của bạn Khánh á. Ok.
Ơi, hello đi. Bên này nè. Chiêu quá à, bạn Khánh rồi à, ra một cái vali, hai cái vali, thêm cái túi ăn sao nữa. Chiêu quá. Ok, bây giờ để sẽ lại đằng đó. Cất hành lý nha, hai da xe đặt đây. Xe đặt đây. Quá là chiêu luôn. Thôi đi thử ngồi trước nha. Rồi, cất hành lý thôi, cất hành lý thôi. Con chào cô. Dạ, con quay phim luôn cô. Con sẽ quay xuyên suốt chuyến đi. Nếu cô muốn hiện mặt thì cô cứ liên hệ con sẽ quay cô thôi. Coi như là kỷ niệm. Cất hành lý, yêu quá à. Ê, quá đã luôn á. Rồi, lên xe thôi. Lên xe thôi, bây giờ Đà Lạt thẳng tiến. Chiêu à. Chiêu à. Oh my god. Oh my god. Ok. Ngồi đây nha các bạn ơi. Ngồi đây thôi. Chiêu á, cái mùi chống tôn của người ta mũi vô đó. Qua nè. Mũi chưa chạy. Bây giờ là Đạt sẽ đi ra Dầu Dây để ăn sáng nha. Bye bye. Hello Phú. Đây là bạn Phú. Quá là ổn luôn. Bạn Phú là bạn sẽ ở chung với Đạt phòng nha. Chung phòng luôn á. Quá là ổn luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở chỗ ăn sáng nha. Bye bye. Lửa. Lửa từ trung tâm chứ không có đốt ra ngoài nha. Cho nên bây giờ anh thử lửa xe chúng ta xem các bạn mình xe lửa đến cỡ nào, mạnh đến mức nào, thử lửa trong tay chúng ta vang dội đến như thế nào. Các bạn, xe số 3 ơi, làm lại cái nữa nè, xe 3 ơi, lại vậy chứ. Kèm hôm nay chúng ta đi thì mình có hai bạn của lớp A1, còn lại tất cả các bạn là của lớp A3. Nhưng các bạn ơi, chúng ta đã đi chung một xe rồi thì mình là một tập thể. Nha, cho nên anh sẽ không kêu lớp mà anh sẽ kêu xe thôi. Anh sẽ nói xe số 3. Thì tất cả chúng ta đều là xe số 3. Và đặc biệt là các em nên lưu tâm, lưu ý và giúp đỡ hai bạn của xe số 1 các bạn nha. Xin lỗi là lũ lớp A1 các bạn nha. Để chúng ta đi được vui hơn, mình hỗ trợ nhau an toàn cũng giống như là vui vẻ hơn trong chuyến đi lần này. Máy nên như vậy đừng đặt nặng vấn đề gì quá thì chúng ta không sao cả. Rồi bây giờ anh sẽ phát hai phần quà trước cho các em nha. Một chiếc bọc bút mới thần kỳ và một chai nước suối. Đến như những bạn nào mà yếu cũng đừng nên uống nước suối quá nhiều, không nên uống nước quá nhiều. Rồi các bạn ơi, buồn quá.
là chính là anh hướng dẫn viên đang phát vé ăn nha các bạn. Ok, đây. Quá là ổn luôn. Bạn Phú lấy. Đâu, phía ăn sáng đâu? Bạn Phú đưa đặt cái nào? Đây, chính là cái phía ăn sáng nha. Chúc quý khách ngon miệng. Quá là ổn luôn. Hôm nay Đạt ăn cái gì? Đạt sẽ quay cho các bạn xem nha. Nó có cái bông màu vàng gì kìa các bạn. Chiếu à. Ok, Đạt sắp đến điểm ăn sáng nha. Cơm niêu gì đó. Quá là ổn luôn. Ok, bye bye. Oh, và xin chào các bạn. Và Đạt đã đến cơm niêu cà phê. Và ok. Dạ, không đó, làm gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ xuống ăn sáng nha các bạn ơi. Đói bụng quá. Chiêu quá. We are unique. Chúng ta là nhất nha. Hello bạn Kiên. Nãy giờ bạn Đạt canh chụp mình Minh quá trời cho bạn Kiên á. Chút nữa bạn Kiên vô. Bạn Kiên này nha thầy. Không quay về lắm. Hai bài. Ba thầy. Ok, bye bye. Good night, man. Trời ơi, cái này lấy gì vậy? Phở nha các bạn. Ôi dạ. Cái này là phở nha các bạn. Trong này nó có thịt nè. Lái xe lái mẹ cứ quốc biết cơ. Chả và phở. Quá là khổ. Okay. Mời các bạn ăn sáng nha. Bye bye. Hello và xin chào các bạn. Ok, đây chính là phở nè. Bạn Kiên gấp miếng thịt đưa vô cho các bạn xem. Đấy, miếng thịt đó. Ok, mời các bạn ăn sáng nha. Ok, ăn. Tôi xin giới thiệu đây nha. Đó, được lên kênh YouTube của idol nổi tiếng mẹ ơi. Rồi quên. Tôm đen. Rồi, 800 mấy người sẽ biến mặt của kia chưa? Qua là đã luôn. Rồi xong. Đánh xong cái villa Kiên ơi. Bye bye. Rồi cứ để một. Alo. Chào mọi người. Chơi chỉ có một nhiệm vụ là thực hiện một chương trình này thôi, đó là thu tiền điểm lệch. Ủa nói rồi mà đồng ý thống nhất nhau giờ phải thực hiện thôi. Đúng không? Tiền điểm lệch để làm gì? Để làm mình sẽ uống một ly sữa đồ nành và ăn một cái bánh tráng nướng nha. Không chưa chứ không có làm gì hết á. Chưa? Nên là điểm lệch dưới điểm 8 mỗi điểm tính là bao nhiêu ngàn? 15 ngàn. Được chưa? Nhưng mà chương trình có một cái sự đúng rồi, coi như là discount. Đó là lớp có 6 bạn 9.67 là điểm cao nhất của lớp mình. Được không? 6 bạn thì cô sẽ cho 6 bạn đó cứu 6 người trong lớp mình thôi. 6 bạn đó cứu 6 người. Đúng không? Nhưng mà cái điểm mà mình cứu đó, mình nhớ cứu người nào mà điểm lệch cao á, đúng không, thì nó mới có ý nghĩa. Chứ còn lệch ít quá thì mình cứu thì uổng, phải không? Nên mình thống nhất là mình cứu ai, đúng không? Bảo Hồng thống nhất. Và người đó sẽ khỏi cần phải đóng. Được chưa? 6 điểm thôi là 9.67. 9.33 cũng không được cứu luôn. 9.67 được cứu. Đúng không? Nên giờ danh sách từ trên xuống dưới, Bảo Hồng thư ký. Mở ra cho cô. Dạ. Đọc cho cô rồi Tấn Phú ơi. Tấn Phú lấy con heo ra, sau đó bạn đóng tiền bỏ vô con heo, đổi tiền lẻ nha, đổi tiền lẻ đóng vô heo. Được chưa? Rồi vậy tính điểm lệch là 1 điểm là 15 ngàn, lệch 2 điểm là 30 ngàn. Có ai thắc mắc gì không? Còn lệch 0.5 bữa thống nhất là 10 ngàn đó. 7 hả? 0.25 không tính. 0.25 so với cái điểm 8 thì không tính. Được chưa? Cái gì? 0.33 ý là một câu là 0.33 đúng không? Là tính 0.33 là không tính. Được chưa? Lệch 0.33 là bỏ, không tính. Được không? Lệch 2 câu đó thì mới nói lệch với điểm 8 thì tính. Được chưa? Nên là theo số thứ tự từ trên xuống dưới, ai cứu ai? Điểm chấm 96 giờ có ai nào? Có ai nào? Vi cứu ai? Cứu ai? Chọn ai? Trời ơi, cứu Thanh Bình là hợp lý rồi. Thanh Bình nó lệch dữ lắm. Nó lệch dữ lắm quá. Vậy là con ăn bán tráng nướng với lại sữa đồ nành miễn phí đó Thanh Bình. Đúng không? Rồi, Vi là cứu Thanh Bình, không ai nữa?
À, Ngọc Hà, Ngọc Hà cứu ai? Ngọc Hà ơi, có quyền không cứu luôn Ngọc Hà? Sao? Bội Đình cứu là hợp lý luôn á Ngọc Hà. Chưa thực hiện mà, chưa thực hiện mốt, thực hiện tốt cái nhiệm vụ đó cô cho tiền luôn 50.000. Rồi ai nữa? À, Tuyến 967 đúng không? Cứu ai? Cứu Trung Kiên hả? Rồi ok, đó ba người ha. Còn ai nữa nè? Ba người nữa. Cô nhớ 6 đâu mà à. 6 là trên 9 hả? Có 3 người 9.67 là phải không? Rồi ok, 3 người hết cứu rồi đó. Vậy là cô đếm 6 người là đếm trên 9. Rồi chứ còn lại rồi tính theo số tự con. Rồi cảm ơn em. Rồi các bạn ơi, chương trình của các bạn bắt đầu rồi kìa. Thì người Pháp nắm chính quyền người Việt Nam chúng ta giống như là một nô lệ. Và người Pháp mang cây cao su vào Việt Nam chúng ta trồng. Tại vì mảnh đất của Việt Nam chúng ta thích hợp để trồng cây cao su và cho năng suất rất là cao. Khi mà người Pháp họ trồng cây cao su như vậy, họ sẽ thuê người, mướn người vào làm trong cái những cái này gọi là đồn điền cao su. Nhưng mà do bây giờ chúng ta là thuộc địa cho nên là mình phải đóng rất là nhiều loại thuế phí, khiến dân của ta rất là nghèo, rất là nghèo. Thế rồi có nhiều người nghèo biết được là trong đồn cao su này cần người làm, nhưng mà cái động lương họ trả rất là ít, và ăn chỉ là ăn cơm trắng với muối thôi. Nhưng biết vào đây sẽ cực, sẽ bệnh, có khi là bỏ mạng ở trong đây, nhưng mà người ta vẫn bán thân vào trong đó. Cho nên có câu là bán thân đổi mấy đồng xu. Tại vì nhà nghèo quá mà. Bây giờ cha mẹ đang đói, con cái đang đói, vợ chồng đang đói, thì mình tìm đâu để ra cái hạt gạo để mà cho ở nhà ăn. Thì mới bán cái thân vào trong đây để đổi một ít tiền lẻ, người ta gọi là mấy đồng xu đó, để mang về cho gia đình và cái thân dấn thân vào trong đây. Một ngày 24 tiếng thì làm việc gần 20 tiếng. Mà ăn uống thì không có chất, không có dinh dưỡng. Kèm theo đó là các bạn biết là cái cây cao su ngoài việc nó thải ra cái khí oxy, thì nó còn thải ra một số là cái chất độc từ trong cái lá nó thải ra. Thế là người trong đây rất là dễ bị bệnh, bị trúng độc, bị thiếu dinh dưỡng, bị mệt, bị bóc lột sức lao động. Và thế là họ bệnh, sau đó là họ chết. Nhưng mà khi họ chết rồi sẽ không được mang về nhà để dùng. Mà thực dân Pháp, những bọn tay sai sẽ đào những cái lỗ ở gốc cao su đó các bạn, quăng cái xác người ta xuống dưới lấp lại. Để làm gì các em biết không? Làm phân bón. Làm phân bón là khi cơ thể người ta bị thối rữa ra, nó sẽ làm phân bón cho cao su. Cho nên mới có câu là thịt xương bùi gốc cao su mấy tầng. Cao su đi dễ có về, khi đi che chắn khi về bụng bèo. Đó là một cái thời lịch sử phải nói là ghê gớm, đau đớn và thăng trầm nhất của lịch sử Việt Nam chúng ta. Riêng vì cái cao su này, cây cao su người ta trồng chủ yếu, cây cao su người ta trồng chủ yếu là lấy mũ đó các bạn. Các em có thể thấy được là người ta quấn những cái bọc, giờ ở dưới là có một cái phần đựng giống như là cái gáo dừa đó. Thường á, giờ này sẽ các em sẽ không thấy công nhân cao su người ta cạo mũ đâu, tại vì người ta sẽ cạo vào sáng sớm hoặc là giấc khuya, tầm khoảng 3 giờ khuya, 4 giờ khuya người ta sẽ cạo. Thế là người ta cạo xung quanh cái cây như thế này, đi đến khu vực phía dưới người ta cắm một cái gáo ở đó, là mũ nó chảy vào, sau đó người ta dùng cái mũ ở trong cái gáo người ta bỏ vô thùng và người ta bán. Chủ họ bán những cái loại mũ này thì trung bình khoảng từ 4 đến 5 năm là cây cao su có thể thu hoạch mũ được. Sau 10 năm tùy theo cái loại đất, tùy theo cái loại dinh dưỡng mà người nhà vườn họ cung cấp đó, thì khi cao su nó ít mũ đi hoặc là nó hết mũ đi, người ta sẽ bán gỗ, bán lấy gỗ. Và những cái cây cao su mà các bạn đang thấy ở đây chủ yếu là cao su từ 4 đến 5 năm, còn rất là thấp, còn rất là thấp. Cho nên Nano Xanh sẽ chia cho một nửa xe. À, em Tấn Phú đúng không? Bạn Tấn Phú, 12A3. À, cho anh hỏi các bạn học chung lớp với nhau, các em biết Tấn Phú có tài năng gì? Trời ơi, giỏi nhạc luôn. Giỏi nhạc dễ hát lắm. Em biết múa cột không? Em biết luôn. Múa lửa? Hát luôn, múa lăng luôn. Cái gì vậy? Cái gì mà cười? Múa lăng nè. Anh hỏi thật để cho đây bạn sẽ biểu diễn cho các em xem nè. Tài năng gì các bạn biết không? Tính tiền, không tiền, kiếm tiền. Chứ không lẽ bây giờ móc hết tiền trong túi ra cho bạn đếm ta. À, tôi có biết hát mà em. Múa. Em có đồng đội không? Em có đồng đội, nếu như mà đồng đội của em đồng ý thì em có thể thay thế cho đồng đội của em lên đây. Còn không thì em sẽ biểu diễn. Có nhờ đồng đội được không?
Bạn đang cầu cứu bạn Tùng. Mời bạn Tùng lên đây. Mono. Chứ không phải bộ mặt các bạn nha. Rồi em có bạn lên rồi em cứ vậy không sao. Rồi bạn trên đây hôn cái luôn. À, Mono sẽ gửi tặng cho các bạn một bài hát. Các em có yêu cầu bài hát gì không? Em rồi để anh. Kính thưa quý vị, khi đứng trước 3.000 khán giả đã có mặt tại sân khấu ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng mời một nam ca sĩ đến từ Mỹ, Thò. Một ca sĩ đang lên làm mưa làm gió khiến cho miền Trung chúng ta bị lũ lụt mấy lâu nay. Ca sĩ tên Mono với một bài hát được có tên Một Đêm Say. Vỗ tay quý vị ơi. Em xin trình bày cái khúc Một Đêm Say. Khi đôi môi em còn đỏ, em muốn nói em yêu anh. Khi men còn trong hơi thở, ở lại gần hôn anh đi. Em không còn trên đầu, khi hai má em run run. Em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi. Mọi người hát chúng mình đúng không ạ? Lại gần hôn anh. Em đã em đã mặt trời. Lại gần hôn anh. Anh chơi vơi, giờ còn đôi ta. Khi là núi đây là nhà, giờ còn đôi ta. Em muốn đi, em có muốn đi học xa. Ta thi sống một lần trên đời. Suy nghĩ lắm chị em ơi. Hát sao bây giờ chút? Chút tôi giúp tôi. Trời ơi giờ em hát mà súp luôn. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Ôi chúng ta không thuộc về nhau. Trái tim con của nhau. Em xin cảm ơn mình chị của em ạ. Xin cảm ơn Tùng Mono. Thế có lẽ là các bạn không rành về âm nhạc. Bạn Tùng Mono ở trên này bạn hát như vậy, cái đó gọi là phong cách. Phong cách thì mỗi người có phong cách khác nhau, không ai hát giống ai đâu các bạn. Nhưng mà để tìm một nam ca sĩ hát với cái chất giọng tự tin và ngọt ngào như vậy thì chắc hiếm lắm. Thì có bạn Tùng Mono. Rồi. Rồi bây giờ cái nón đưa cho bạn lúc nãy. Rồi chúng ta tiếp tục chuyện. À, bạn Khánh Đại Gia đúng không? Khánh Villa, Khánh Villa. Khánh Villa, Khánh Villa. À, các bạn biết bạn Khánh Villa chúng ta có tài năng gì không nè? Tài năng gì? À giàu ha. Ngoài cái giàu còn cái gì nữa? À là bạn có cái tài năng là đóng tiền. Đóng tiền đi luyện. Tắm mà bằng tiền. Có tài tài sản. À bây giờ là bạn Khánh em có cái năng khiếu gì? Khánh có tài lắm chứ. Tài sản, tài sản. Đúng rồi. Tài lắm, tài sản. Bạn không có tài năng nhưng mà nãy giờ anh thấy là bạn cười rất là tươi. Cho nên bây giờ bạn Khánh sẽ gửi tặng cho các bạn chúng ta ba giọng cười khác nhau. Cái giọng cười không phải là âm cười các em nhé. Giọng cười là mỗi người sẽ có một cái giọng cười riêng và chúng ta có thể nháy theo giọng cười đó. Còn âm cười thì ví dụ như hi hi ha ha ho 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 ca ca gì đó, cái đó là gọi là cái âm cười thôi, chỉ là đọc thôi. Còn giọng cười là cái kiểu cười nha. Giọng cười đầu tiên. Thế à, em mời bạn nào đó lên diễn hài cho em cười. Thích diễn hài luôn. Nhật lên, làm cho khách cười kìa.
Tôi là An Trần Tuấn Kiệt. Thầy nhất lớp là Tấn Tài Tử mà. Tấn Tài Tử. Ngại ngại ngại. Ngại đồ. Cái đứa này ngồi mắt đầu á. Kiên mà. Trần Tuấn Kiệt mà, em bỏ fan mà. Xong rồi đó. Lan Ngạn. Đồng Nai đúng rồi. Chào các bạn, và Đạt đang ở trạm dừng chân ở Đèo Chuối. Quá là ổn. Ok, bây giờ Đạt sẽ đi xả nước cứu thân nha. Hai da ngồi nãy giờ, ê đích quá, ê đích quá nha. Ok, đây, xe quá trời luôn, xe quá trời luôn. Bye bye. Đây, cây quá trời luôn kìa. Hai da xe cùng nhau nổ máy. Quá là bro luôn. Ok, bây giờ Đạt sẽ đi lại xe để tiếp tục hành trình lên Đà Lạt nha. Quá là đã luôn. Hai da tự nhiên chiếc xe này nó ve quá là buồn. Đi qua bên đây, đi qua bên đây. Hai da nó lại vòng qua đây. Quá là buồn. Về thôi. Giờ không biết xe đậu đâu luôn các bạn. Không biết xe đậu đâu luôn. Quá là buồn.
Đạt đã đến nhà hàng khách sạn Memory để ăn cơm trưa hạ gia. Tự nhiên có chiếc xe bồn mà bro, quá ờ. Vô đây ăn cơm trưa nha các bạn. Ăn cái gì Đạt sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Bye bye. Dốc chiêu, cái dốc chiêu rồi các bạn. Ủa, nó xuống tới dưới luôn. Ui hạ gia. Và ok, cảnh đồi núi. Cảnh đồi núi chiêu đây. Rồi mấy bạn ăn cơm ở dưới rồi kìa, chiêu quá à. Rồi giờ chuẩn bị chúng ta vô ăn đám cưới nha. Bye 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 bye, vô ăn đám cưới. Ok bây giờ chúng ta sẽ đi vô sảnh chính ăn đám cưới. Quá đã luôn, không biết đám cưới ai, nhưng mà đám cưới này mời rất là nhiều bạn học sinh của trường trung học phổ thông Thủ Đức. Chiêu quá à. Rồi chưa gì. Chưa gì hết, các bạn kia ăn xong rồi buồn quá. Ok. Ui, chiêu quá à, đông quá à. Ok bây giờ là lái xe số 3 ngồi nha các bạn. Không biết anh Nghĩa ở đâu nha. Đằng nào anh ơi? Ok vô đây. Đây là cải salad, thịt kho, hột vịt, trứng cút boys, nhãn, bò xào, đùi gà, cá chiên, còn cái này là canh chua. Rồi ok, và xin mời các bạn ăn cơm trưa nha. Bye 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 bye. Các bạn nhìn thấy giờ đó anh An với Nghĩa ăn ngủ chiêu quá à. À anh Nghĩa với anh An ăn chiêu quá. Anh An đi đâu vậy? Đi ăn lỗ bò hả? Lỗ bò đâu ngoài đây? Lỗ bò ngoài nào vậy? Ở đâu vậy? Lỗ bò ở đâu? Ok bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài. Ui trời ơi, đằng kia cảnh đẹp quá trời rồi kìa. Lỗ bò đẹp hả? Lỗ bò đẹp. Đâu lỗ bò đâu? Lỗ bò đâu ngoài này trời? Lỗ bò đâu gây? Lỗ bò. Ôi kìa. Lỗ bò quá trời luôn. Ơi lỗ bò đâu? Cái nào là lỗ bò anh em? Lỗ bò. Đâu lỗ bò đâu? Đây một con bò, hai con bò. Ai ra bên này quá trời con bò kìa. Hồi nãy hướng dẫn viên của em á nói là muốn là đi vệ sinh á thì nói là lắc đầu rồng. Đó là nam đi vệ sinh thì nói là lắc đầu rồng, còn nữ đi vệ sinh là khai cái gì, khai lắc đầu lộn. Không có nha, khai mắt phượng. Khai mắt phượng. Chị Giang khai mắt phượng. Lắc đầu cua, lắc đầu rồng. Lắc đầu lưng. Ui trời ơi chiêu quá à. Ôi shit bro. Anh An hả? Anh An làm gì đi? Ô dưới kia còn nữa kìa. Đạt gì? Đạt gì? Thả nó ra đường dưới lấy mà. Nói cho nha. Đây lỗ bò đi. Ê da lỗ bò này kỳ quá à. À cái này là topping. Không kính kính nè. Ê da bye bye. Chiêu quá à. Và ok Đạt vừa mới ăn cơm xong và Đạt đã ra xe. Và ok đó xe chạy vào này và Đà Lạt anh Tiến nha. Ok và dự kiến là khoảng 12:30, hy vọng vậy nha, là để sẽ tới Đà Lạt. Bye bye. Thank you.
thì Đạt thì sẽ quay cái đèn đỏ trên Đà Lạt cho các bạn xem nha. Hai giờ đấy, xa xa các bạn có thấy thấy đó đà cái đèn đỏ kìa, đây nè đó, chiều quá à. Rồi các bạn ơi, lưu ý giùm anh là chúng ta không giải quyết cái trường hợp trễ giờ các bạn nha. Tại vì chương trình này á, chúng ta đi là phải đúng giờ. Tại vì một bạn trễ giờ có nghĩa là một xe trễ giờ. Một xe trễ giờ có nghĩa là chương trình cả đoàn chúng ta sẽ trễ giờ. Nó kéo theo như vậy, nó làm chương trình chúng ta bị nói chung là bị trục trặc nhiều thứ lắm. Cho nên các em lưu ý, mình nên cài báo thức, nên cài đặt giờ. Và nên chuẩn bị sửa soạn dựa theo cái số lượng người. Ví dụ phòng chúng ta đông quá thì mình nên chia ra bạn nào trước, bạn nào tắm sau, bạn nào thay đồ trước, bạn nào thay đồ sau. Như vậy đảm bảo đúng giờ các em nha. Và anh Rosa nhắc lại, xe sẽ dừng ở khách sạn Mỹ Hoa 1 là của các bạn nữ. Tất cả chúng ta kéo đồ xuống hết luôn nha, tất cả chúng ta kéo đồ xuống hết. Đó chính là cái bóng đi sau đó, các đi sau sẽ đi vào làm tiếp tục cho các bạn nữ. Rồi anh sẽ dẫn các bạn nam đi qua bên khách sạn Tâm Dung của các bạn nam để chúng ta nhận phòng. Và nhận ok, đó chính là Hồ Xuân Hương. Ở những cái lúc mà đi đó là Hồ Xuân Hương, chúng ta sẽ tập trung lại khách sạn Mỹ Hoa 1, có nghĩa là khách sạn của các bạn nữ để chúng ta đi tham quan. Và cái giờ chiều nay đi tham quan là 2 giờ. À, xin lỗi là 4 giờ. Các em lưu ý khi mà chúng ta đến nơi đó, các bạn kiểm tra kỹ hết tất cả đồ đạc hành lý của mình nha, tất cả luôn, kể cả trên xe và ở trong hầm xe luôn. Có mang cái gì theo thì chúng ta lấy xuống hết. Tại vì xe sẽ không đậu được khu vực này, xe đậu rất là xa. Cho nên cái việc các bạn bỏ quên đồ trên xe thì sẽ không thể giải quyết cho các em đi lấy được, hiểu không nè. Cho nên là tất cả đồ đạc của mình trên xe và trong hầm xe chúng ta mang ra hết, nhớ kỹ là mang xuống hết, mang vào khách sạn chúng ta đợi. Bên phải của các bạn đó là Hồ Xuân Hương đấy, một cái hồ rất là nổi tiếng ở Đà Lạt này. Người ta hay có câu là đường nào cũng về La Mã, thì ở đây là đường nào cũng về Hồ Xuân Hương. Có nghĩa là chúng ta đi chỗ nào, tham quan chỗ nào, chúng ta đi qua khu vực này đều đi qua Hồ Xuân Hương hết. Tại vì Hồ Xuân Hương là trung tâm của tất cả những con đường ở trong đây. Ở vị trí này nhìn thẳng phía trước, hơi chết bên phải tí xíu, đó là cái cổng, cái cổng chào đó đi vào là chợ đêm nữa các em. Đó là chợ Đà Lạt đây. Ban ngày người ta gọi là chợ Đà Lạt, ban đêm người ta gọi là chợ đêm hay là chợ âm phủ. Sao các em? Tại vì hoạt động về đêm và về rất là khuya. Cái giai đoạn cao điểm của du lịch ở Đà Lạt sẽ hoạt động đến 2-3 giờ khuya luôn. Giờ đó vẫn còn đông nha. Và sau đây là một số lưu ý khi các em vào trong những phòng. Các bạn bảo quản kỹ khăn và dép. Thường quản kỹ khăn và dép nha. Ví dụ phòng các em có 6 bạn thì chúng ta sẽ có 6 khăn và 6 đôi dép. Giữa chỗ này 6 khăn 6 đôi dép. Phòng 4 bạn sẽ có 4 khăn 4 dép và 2 bạn 2 khăn 2 dép. Trường hợp chúng ta thấy thiếu, báo với lễ tân khách sạn. Để lễ tân khách sạn họ sẽ ghi nhận lại, họ sẽ cung cấp thêm và ghi nhận lại cho chúng ta. Nếu các em không báo ngày về, người ta lên kiểm tra, người ta thấy thiếu, người ta nói là mình là mất. Trường hợp này xảy ra nhiều lắm. Và một trường hợp xảy ra nhiều hơn nữa, đó là cái ga của khách sạn bị dơ, đặc biệt là ở phòng các bạn nữ. Các bạn nữ hay có cái thói quen đó là chúng ta tu son chét phấn đó, đặc biệt là khi tay tay dính son mình quen đó, mình chùi, mình rụng cái gì mình chùi cái đó, tức là chúng ta chụp vào trong những cái ga này. Mà nhiều khi những cái tấm ga này nó không giặt ra được cái này nha, nó không giặt được cái vết son vết phấn đó, đó các bạn, thì sẽ bị phạt như vậy là 800.000 đến 1.200.000 đồng một cái ga giường như vậy. Thì các em lưu ý nha, chúng ta không làm dơ ga giường. Và đối với tất cả các phòng á, thì các bạn lưu ý là nếu như vào trong có bất cứ cái vật dụng gì bị hư, hay là cái khăn màu trắng nào đó nó bị dơ, hoặc cái ga giường của mình, cái mền của mình nó có bị lủng, nó có bị dơ do cái tàn thuốc hay là cái gì đó, nhớ là báo liền trong ngày hôm nay, báo cho lễ tân đó nha, báo cho lễ tân để họ xác nhận lại cho các bạn. Nếu không, ngày mốt chúng ta về họ nói là mình làm hư, làm dơ, làm lủng. Các em có hiểu không? Nó cũng đơn giản lắm, chúng ta chỉ cần vào chúng ta kiểm tra dép, kiểm tra khăn, rồi chúng ta kiểm tra những cái vật dụng của đó nó có hư hay không. Đó, hôm bữa đang ở cái sản Phước Đức ở đó đó nè. Nó còn lạnh mà nó mà hư cái là chiều nay coi như là ở giường. Lạnh lắm tao không nổi đâu. Và những cái vật dụng bên trong nó có bị lủng bị dơ hay không chúng ta báo là được. Thế là xong. Đây đang trên đường về khách sạn Hoa Lão. Thank you.
các bạn học sinh lấy đồ ra rồi kìa. Ok. Mỹ Dung. Cái chuyện Mỹ Dung ở đâu vậy các bạn? Không biết luôn, không biết luôn. Bây giờ xe đạp sẽ trộn lên phía trước một chút nha. Ây da. Đây 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 đây. Phùi ô. Hồng Tâm. Ây da. Bây giờ vô làm thủ tục check in. Vô thủ tục check in. Ây da. À để anh hướng dẫn viên lấy thẻ. À, anh Tuấn có lạnh không? Không đâu, lạnh lắm đâu. Không có đấu đâu. Anh Tùng, Tùng lạnh không? Lạnh quá hả? Ờ, lạnh quá hả? Mà xì màu đỏ nha. Ai da. Cũng đâu lạnh lắm đâu, hồi nãy các bạn nói vậy. Tối mới biết. Ai da. Ok. Giờ vô nhận phòng nha. Giờ vô nhận phòng. Muốn lắc cái đầu rồng lắm rồi nhưng mà chưa vô phòng được. Nha các bạn, lắc đầu rồng là mắc vệ sinh á. Hey, yeah. Bye bye nha. Hey, yeah. Đợi anh kia để anh hướng nhân viên lấy chìa khóa phòng. Bye bye. Ok, đây chính là cái phòng của Đạt, phòng 207. Và ok, đi vào thì cái phòng nó hơi nhỏ nha các bạn. Cái phòng nó hơi nhỏ. Đầu tiên Đạt sẽ review cái giường trước. Đây có một cái mền kìa. Cái mền hơi dày luôn. Ok. Có hai cái gối nha. Hai cái gối. Bên này là có một cái điện thoại bàn. Cái remote là của cái tivi. Mong là tivi có internet nha các bạn. Mong là vậy. Đây là cái ghế trà đạo. Hai da ngồi uống trà nè. Đó. Nó có cái bình trà kìa. Tách trà kìa. Còn bên này thì có một cái gương. Ô đó. Quá đã luôn. À, ở trên đây có một cái tivi nè. Trên đây có một cái tivi. Hai cái khăn. Một cái cuộn giấy. Hai chai nước. Đã nghĩ là sẽ miễn phí đó. Cái bình đun siêu tốc. Còn dưới này là cái gì đây? À, dưới này là cái tủ lạnh. Trong tủ lạnh có cái gì? Trong tủ lạnh có cái gì? Chẳng có cái gì hết. Hay da. Quá là buồn. Đây có một cái ghế để ngồi trang điểm nha. Một cái tủ. Và trên này có móc. Và dưới này chẳng có gì hết. À, và bây giờ chúng ta sẽ đi vô bên trong nhà vệ sinh nha. Có cái móc để treo đồ nè. Cái bồn rửa tay. Hai da. Nè các bạn thấy gì không? Hai da, chưa có khô nha. Quá là buồn. Bàn chải đánh răng nè. Cái gương to đùng luôn. Hai da. Bồn rửa tay. Còn đây là cái bồn để bờ nha. Giá để đựng khăn. Wow, một bình nước nóng nha. Một máy nước nóng. Quá là ổn. Rồi, hết rồi. Nha, như thế là Đạt đã review xong. Ok. Nhà vệ sinh này bự không? Hello trọng nhân. À, ơi, ok. Và bây giờ Đạt thay đồ với nhau nha. Bye bye. À quên, còn một cái nữa. Cái cái quạt nè. Và một bức tranh bên này. Nha, rồi. Hết rồi. Và ok, bây giờ Đạt sẽ đi thay đồ nha. Bye bye. Ok, Đạt đã tắm xong và bây giờ Đạt sẽ đi lên phòng của bạn Nghĩa nha. Hai da, bấm đi lên nè. Chiếu à, sao mà. Hello bạn Chân Trung. Hello. Bạn Nghĩa đâu có tiêu rồi. Ok, bây giờ Đạt sẽ đi lên phòng bạn Nghĩa nha. Hai da. Thang máy đang đi lên. Hello trọng nhân. Hello Tấn Đạt. Trọng nhân đi đâu vậy? Đi về phòng. Nghe chưa? Rồi xong luôn, thang máy nó đi luôn rồi các bạn ơi. Hai giờ bây giờ đại sẽ đi bằng cầu em hộ luôn. Lên thôi.
nha. À, hiện tại là khoảng 3-4 giờ nữa, 3 giờ đi cho 3 giờ đi nha. Là thành phố Đà Lạt đang lạnh 21 độ C bằng thành phố Hồ Chí Minh lúc buổi sáng. Quá lộn, tầng 4. Thêm một tầng nữa. Cố lên. À, bạn nghe nó tầng cao nhất luôn. Đây rồi, 508. Đây là phòng 508, gõ cửa. Đó, các bạn thấy kia cái cửa nó lạ chưa? Đấy, cái cửa nó lạ chưa? Cái cửa chạy bằng cơm. Hay da, à, cái phòng nó cũng vậy à các bạn ơi. Nhưng mà trên này nó hơi rộng rộng hơn tí. Gì á, bạn nghĩa chơi tù quần đạt à. Trời ơi, bạn nghĩa chơi kỳ quá à. Bạn nghĩa đâu có tù. Hay quá ta, anh nghĩa với anh An bắt được cái phòng đó luôn. Phòng này phòng, à? Phòng 1 mà. Dạ, 2 người. Ok. Anh đạt gì? À, cho vô quay với anh. Ok, đây chính là cái giường, đây chính là cái giường. Hello mọi người. Hello gì? Hello mọi người. Hello mọi người đi. Hello, mọi người. Nhạc lên coi. Không có nhạc. Không bật nhạc bản quyền nha. Lão bò gì? Lão bò để tối đi chứ. Trời ơi, sẵn đồ gì ra tầm lớp vậy? Đồ đi đã. Mua gì? Mua nhưng mà kêu bán đi nó bụng quá à. Không, uống trà nha, tính tiền á. Đúng rồi. Ok, bye bye. Tính tiền không? Tính tiền luôn. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. View bên ngoài ban công của bạn Nghĩa. Ủa, đâu phải ban công đâu đúng không? Hành lang. Hành lang, hành lang của phòng bạn Nghĩa đó, chiêu quá à. Đó, đường xe chạy dưới kìa. Và đây là đường chạy ở dưới đó. Ai... Ê, bạn Vũ rồi, bạn Vũ rồi, bạn Vũ kìa đó. Ok, chiêu quá à. Ê, bạn Nghĩa mở cửa coi. Vô quay tiếp. Sao quay hoài vậy? Bạn Nghĩa tắm chưa? Bạn Nghĩa tắm rồi. Bạn Nghĩa tắm nhanh quá ta. À, trời ơi nó êm. À, chiêu quá à. Bạn Nghĩa. Hả? Cái cửa nó bị hư rồi. Cửa nào? Cái cửa phòng vệ sinh của Đạt á, nó bị khóa trái á. Sao? Nếu mà đóng vô cái gầm mà không ai có ai ở trong là ở đi tiểu. Hello, xin chào các bạn. Và ok, bây giờ đã tới giờ ra tập trung để mà chuẩn bị đi ra La Vie ăn, ăn cơm và dự lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên nha. Ok. Quá là ổn luôn. Đi ra ngoài này, ra ngoài. Anh Đạt. Anh Đạt đi Đà Lạt nè. Okay. Đi ra đây coi, chiêu quá à. Chiêu quá à. Rồi, ra xe luôn, ra xe luôn. Ra xe luôn nha các bạn, ok. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở Lan Bian nha. Và đó chính là khách sạn của Đạt. Khách sạn Tân Dung quá là ổn luôn. Chiêu quá à. Nó ở trên đó đó. Ai da. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi lên Lan Bian để ăn cơm chiều. Ăn cơm thôi em. Cơm chiều. Sao suốt ngày trong tâm trí của các bạn chỉ có ăn với ăn thôi vậy? Ăn à. Chào tất cả các bạn, chào tất cả thầy cô. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan nhà ga xe lửa Đà Lạt. Dạ, thầy Kiên Linh rồi. À, đi nhà ga trước nha. Chúng ta sẽ đi tham quan nhà ga xe lửa Đà Lạt. Sau đó mình sẽ đi ăn cơm chiều và chúng ta đi sang du lịch cùng chị Tây Nguyên. Bởi vậy người ta nói đúng các bạn ơi, là người đẹp nhờ lỗ đúng không? Lúc sáng mọi người là có lẽ là do chúng ta chuẩn bị một cách bình thường thôi. Chúng ta mặc đồ bình thường thôi. Cho nên nhìn mọi người tất cả ai cũng bình thường hết. Và bây giờ khi mà xuống soạn lên, nhìn dọn lên cũng vậy thôi. Nói chơi rồi chứ bây giờ dọn lên thì không ra ai hết. Tham quan nổi bật. Và bây giờ chúng ta đang đi một trong 30 điểm tham quan nổi bật đó. Đó là nhà ga xe lửa Đà Lạt. Các em nếu như mà chúng ta hay xem phim nè, hay xem ca nhạc, những cái MV ngày xưa, những MV cũ của các ca sĩ cũ á, thì thường có những người ta quay những cái MV mà có cái đoàn tàu, có cái bánh trăng, cái đường ray. Đó là khu vực, đó là cái nơi chúng ta chuẩn bị đi đây. Chính người ta chọn ở chỗ này tại vì chỗ này nó đẹp.
Và hơn thế nữa, nhà ga xe lửa Đà Lạt là một nhà ga rất là cổ xưa ở Đông Dương này. Nhà ở Đông Dương, Đông Dương nghĩa là ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Rất là cổ xưa Đông Dương. Và đã xây dựng vào năm 1932 và khánh thành vào năm 1938. Ngày xưa cái đường xe lửa Đà Lạt này đó các bạn, nối với lại ga của Phan Rang, Tháp Chàm, mới chạy với lại khoảng cách khoảng 84 cây số. Nhưng mà sau này thì không áp dụng nữa, cái tuyến đường này bị bỏ đi. Và bây giờ nhà ga xe lửa Đà Lạt chỉ còn chạy, vẫn còn chạy nha, nhưng mà chạy chỉ từ cái chỗ nhà ga đi lên đến chạy mát cũng của khu vực ở Lâm Đồng của Đà Lạt này, với khoảng cách khoảng 7 cây số. Này người ta bán vé để mà đi tham quan ngồi chỉ biết thôi. Nhà ga xe lửa Đà Lạt hiện tại được rất là nhiều những kỷ lục của Việt Nam chúng ta, đó là nhà ga cao nhất, nhà ga đẹp nhất, nhà ga cổ xưa nhất, nhà ga còn lại đầu máy hơi nước duy nhất ở Việt Nam, nhà ga độc đáo nhất. Nói chung rất là nhiều cái nhất ở trong đây. Khi mà chúng ta đi đến đây đó các bạn, thì nói chung người ta gọi là gì, vật sinh hồn đúng không, vật sinh hồn. Thì các em mình nhìn vào những cái đồ vật cổ xưa từ xa xưa mà nó có một cái nét kiến trúc gọi là nét kiến trúc người Pháp, thì chúng ta sẽ thả được cái hồn vào trong đó. Chúng ta mường tượng lại những cái thú, những cái cảnh, những cái vật ngày xưa, rồi các bạn sẽ đến đây chúng ta chiêm nghiệm lại mọi thứ đó. Và có thêm nữa đó là những cái tấm hình đẹp. Tại sao các bạn? Tại vì thật sự mà nói như này, nếu như mà các em chụp một tấm hình với cái bộ đồ mà các bạn đang mặc nha, với cái cây cối đó luôn, với cây cối mà giống như là cái bối cảnh mà chúng ta những người chụp ở đây luôn, nhưng mà nếu các bạn chụp ở chỗ khác nó sẽ không đẹp bằng chúng ta chụp ở Đà Lạt. Tại sao? Tại vì một cái mà chỗ khác nó không có được, mặc dù là copy 100% từ cái cảnh vật, từ cái bộ đồ, từ cái đôi giày, từ cái sợi cây ngọn cỏ xung quanh luôn, nhưng mà nó vẫn không đẹp bằng cái bức hình các bạn chụp trên Đà Lạt. Tại vì nó không có được cái không khí của Đà Lạt, nó không có nháy được không khí trên đây. Nó mát lạnh, nó dịu nhẹ, và cái hơi nước nó vừa đủ để cho cái bức hình của các bạn nó chụp đó, nó đồng điệu được và cái ảnh của bạn lên rất là đẹp. Cho nên thường người ta đi Đà Lạt người ta chụp rất là nhiều hình, tại vì chụp hình trên này đẹp lắm. Các bạn, chúng ta đang đi đây, mình tay trái mình vẫn là cái Hồ Xuân Hương các em nha. Các bạn nào học cái bài Hà, cái bài thơ Bánh Trôi Nước chưa, của nhà thơ nào? Hồ Xuân Hương. Vậy là có phải tên của nhà thơ để vô đây không, phải không các em? Chưa phải. Ngày trước có nhiều người ta lầm lẫn là lấy tên của nhà thơ Hồ Xuân Hương để đặt cho cái hồ này, nhưng mà đó là người ta tưởng tượng đó thôi, chứ thực sự nó không phải như vậy. Tại vì nếu mà đặt tên của một người cho cái hồ á, thì phải gọi là hồ Xuân Hương thì mới đúng, chứ đâu lấy cái họ người ta để làm cái hồ được, hiểu không? Thật sự thì ngày xưa, bây giờ là đã quy hoạch rồi đó các em, quy hoạch rồi, chứ còn ngày xưa xung quanh đã chưa quy hoạch, cây cỏ nhiều lắm, hoa lá nhiều lắm. Tới mùa xuân thì hoa nó ra nhiều, rồi gió nó thổi cho những cánh hoa này rớt xuống mặt hồ, nó lăn tăn trên mặt hồ, trong cái sương sớm nó kèm theo cái mùi hương bắt ngát, có nghĩa là mùa xuân có hương của hoa ở trên mặt hồ, nên người ta gọi là Hồ Xuân Hương. Bên tay phải của chúng ta là quảng trường Đà Lạt đó các bạn. Nó có hai cái biểu tượng các em nhìn, bên tay phải là biểu tượng của hoa trà Atiso, bên tay trái cái màu vàng đó là của hoa giả quỳ. Nha, hai cái biểu tượng đặc biệt của Đà Lạt này. Và hello, xin chào các bạn. Và ok, và đã đến nhà ga xe lửa Đà Lạt. Và ok, ôi trời ơi, chiều hôm nay nắng quá là đẹp luôn, nắng gội thẳng vô mặt kìa. Ok, bây giờ đại sẽ đi lại đây chụp tấm hình tập thể đã nha, rồi sau đó đại sẽ quay lại cho các bạn sau. Bye bye. Chiều quá. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong sảnh nha. Ok, đây chính là cái khu vực bán vé.
Đây là giờ tàu các bạn tham khảo, và bên đây là giá vé. Đó, ok. Hai gia không thấy cái đầu máy đâu rồi, buồn quá vậy. Các bạn mua pin chilling không các bạn? Thôi, không ăn pin chilling đâu. Đã Đà là. Trời ơi. Chiêu quá à. Lần đầu tiên Đạt bước lên đường tàu mà chưa bao giờ đi tàu. Và các bạn biết gì không? Xe lửa đang ở chạy mát và ok. Xe lửa đang ở chạy mát cho nên là không thấy cái đầu máy đâu, quá là buồn. Ok đó. Các bạn du khách đó, chụp hình kìa. Chiếu à, ngồi lên đường tàu luôn. Hay quá là đã. Bye bye. Nó không vô bên này không? Mày, tôi bị nó hỏng bên này rồi. Kì kì kì, đến đây, đến đây. Hello, xin chào các bạn, và Đạt đang đi trên đường ray, ở giữa đường ray luôn hay đó. Ở đằng xa xa ngay nhà ga thì có một đoàn tàu hồi nãy có chạy vào đó, Đạt có quay luôn, quá là ổn. Đạt sẽ đi lại đó quay cận cảnh cái đầu máy cho các bạn xem nha. Chiêu quá à. Rất là chiêu luôn. Ok, bây giờ Đạt sẽ đi kiếm bạn Tuấn hay ra. Bạn Tuấn đang giữ cái cặp của Đạt. Ok, bye bye nha. À, ok, đây chính là cái đầu máy nha các bạn. Ok, đó, đầu máy to đùng luôn. Hai da, ok. Bây giờ Đạt sẽ quay cái cabin cho các bạn xem. Không biết người ta cho lên không? Hai da, bên trong cabin có gì vậy?
Bên trong cabin nó có cái gì vậy hả? Dạ nó có gì kìa? Đồng hồ, quạt máy gì to rồi. Rờ quá à. Ok, đi xuống cho du khách chụp hình. Ok, và đây chính là cái toa xe cổ. Cái toa xe khách cổ ở bên trong. Ở bên trong có bàn ghế. Chiếu à, là bằng da luôn. Và bên đây nha các bạn, bên đây. Đó chính là cái đầu máy xe lửa hơi nước. Rất là cổ. Ôi trời. À đây, bên trong. Chiêu. Và đây chính là cái đầu máy hơi nước sử dụng bánh răng nha các bạn. Đó, ở bên dưới. Đâu rồi, cái bánh răng nó mất tiêu rồi, buồn quá à. Bánh răng đâu rồi? Bây giờ để đặt kiến cái bánh răng cho các bạn xem. Bạn Đạt, hello. Hello. Bạn Đạt làm cái gì vậy? Bạn Đạt chụp cho bạn Đạt một tấm hình được không? Được. Ok. Để bạn Đạt chụp cho bạn Đạt chụp một tấm hình cái đã nha. Bye bye. Action. Hello mọi người à. Hello mọi người. Tôi sẽ đưa máy này lại cho. Lâu chưa? Bro. Kiên mắt không kiên. Mày đưa cái điện thoại đi. Hello mọi người à. Chào mọi người trở lại với channel của mình. Mày đưa. Tham quan này bro. Mệt quá, bye bye. Đây, bây giờ đã là 5:15 và đã đến giờ ra xe nha. Trời ơi, nắng hoàng hôn kìa. Chiều quá à. Quá đã luôn. Ôi nhạc bản quyền, bye bye các bạn nha. Các bạn nhìn bạn Nghĩa nè, chiều quá ơi. Ơi ngồi nổi tiếng rồi, không cho quay là sao? Ôi trời ơi, bị trời ơi. Ơi, ông chơi nắm đầu nha. Cô ơi, xe công tác. Các bạn ơi, xe ba ra xe nha. Đó là cô Trang. Cô đen xấu quá luôn. Cô đen rất là đẹp. Cô giọng của cô ấm áp tới nỗi mà cô có thể xua đi cái giá lạnh của Đà Lạt. Không, quay Đạt. Quay cô. Chịu được quay lắm rồi. Dạ cô Trang có muốn nói gì không ạ? À? Cô Thủy. Mọi người hãy theo dõi kênh của Đạt nha. Dạ, kênh Hành Tinh Sàm. Chúc cho kênh của Đạt phát triển nha. Dạ, con cảm ơn cô Thủy. Và các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh. Nè, cái kênh này các bạn hãy nhớ nghe rõ nha. Kênh Hành Tinh Sàm nha các bạn. Kênh Hành Tinh Sàm các bạn nhớ để lại một like nha. Nhớ bấm nút chuông khi mà Đạt đăng video lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo nha. Ok. Không sao đâu cô, YouTuber không có quan tâm đến môi trường xung quanh cô. Ok. Tới giờ lên xe rồi, bây giờ Đạt sẽ đi lên xe để đi lên Lang Biang nha. Đói quá rồi. Bye bye. Đây là thịt kho, đầu cá lóc hay gì đó, còn cá lóc chiên. Cái kia là cái mình cá lóc chiên, còn cái này là thịt gì đó. Xà lan nữa các bạn, ok đó, bên kia cũng vậy thôi, còn bên này là canh súp, ok. Chà đá, và ok, xin mời các bạn ăn buổi tối nha, ok, bye bye. Anh Đạt cười lên nè, em chụp nha, 1, 2, 3, ê, bên phim mà nó chụp đâu. Hello. Rờ quá à. Ok, Đạt đã ăn tối xong rồi, ok, bây giờ Đạt sẽ chờ xe để mà đi lên Lang Biang giao lưu cồng chiên nha. Trên đó có gì để sẽ quay lại cho các bạn sau. Bye bye. Xin chào các bạn và Đạt đang đi vào khu vực giao lưu cồng chiên Tây Nguyên. Đây. Đó, các bạn đi phía trước đó. Quá là chiêu luôn.
Nè. Đó. Chưa thấy. Đó đó, chị Giang. Hello đi. Đi Giang ơi. Đi Giang. Các bạn A3 xin chào các coi. Alo. À các bạn ở đâu vậy? A3 đang ở đâu? Ai vậy? Ai vậy? Và các bạn đây, A3 đang ở giao lưu cồng chiêng làng Biên nha. Ok, ở đây có xếp một đống củi rồi kìa. Ok, đó chính là những nhạc cụ. Chút nữa là các nghệ nhân sẽ biểu diễn cho các bạn xem. Ok. Đạt thì được ưu tiên ngồi ghế đầu luôn nha. Ghế đầu á là chỉ ưu tiên cho các bạn nữ thôi nha. Okay. Ghế đầu là chỉ ưu tiên cho các bạn nữ thôi, nhưng mà Đạt được phép được ngồi đầu tiên luôn. Chút nữa quay cho các bạn xem nha. Quá là ổn. Và đêm nay là đêm quẩy của các bạn. Cho anh hỏi các bạn là bạn nào muốn làm rể người con buôn làng ở đây cho đấy? Bạn nào muốn làm rể? Rồi bây giờ nè, sẽ có một phần quà dành cho xe nào mà vỗ tay lớn nhất từ thôi các bạn. Rồi Thủ Đức ơi, Thủ Đức hả? Tay đậu tiêu, giơ tay cao lên, giơ lên. Rồi, lắp nha, lắp đây nè. 1, 2, 3. Rồi, ok. Lắp nhà đó, chuẩn bị nha nha. Rồi bây giờ cho anh hỏi cái nè, xe số 1 đâu? Quá mạnh. Xe số 2. Đủ xe rồi mà. Còn xe số mấy nữa một bạn nhân viên của Tân Thanh hả? Tay ô. Vỗ tay 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái. Rồi, cảm ơn. Anh ơi, anh cho em những miếng nhạc đen nào mạnh mạnh lên, sung sung lên. Đứng trước mặt lớp mình, đứng trước mặt lớp mình. Tốt đẹp. Đứng trước mặt lớp mình nha. Yeah.
Ủa? Thì ở dưới thực hiện y chang như vậy. Lưu ý nha. Chúng ta quăng quại như thế nào thì ở dưới cũng quăng quại như vậy. Được chưa? Các lớp sẵn sàng chưa?
chào các bạn. Và sau khi quẩy quá trời quẩy luôn, quẩy banh nóc, thì ok bây giờ đã tới giờ về và tự do tham quan Đà Lạt nha. Ok bây giờ Đạt đang đi ra xe, quá là ổn luôn. Nếu mà có mấy cái video mà nó lắc lắc ấy, thì có nghĩa là bạn Nghĩa đang quay á các bạn. Bạn Nghĩa quậy quá, bạn Nghĩa cầm điện thoại, Đạt Nghĩa lắc 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 nhà hai da. Ok bây giờ lên xe cái đã. Đây rồi, xe số 3, xe số 3. Nhiều quá. Bye bye nha, chào chào tạm biệt các bạn. Hello, xin chào các bạn. Rồi ok, bây giờ là thời gian tự do ở Đà Lạt. Rồi ok, thì các bạn thấy gì không? Hình như nó thiếu thiếu gì đúng không? Đó chính là cái thiếu cái áo khoác đó các bạn. Giờ hồi nãy Đạt đi, Đạt quên mang cái áo khoác theo luôn. Rồi xong, tiêu, đeo. Lạnh thổi ra khó luôn á các bạn. Ra khói thiệt, ra khói thiệt, quá đã luôn. Bây giờ là cô Trang đang dẫn lớp Đạt đi ăn bánh chiên nướng với uống sữa đậu nành. Không biết ở đâu nhưng mà thôi cứ tiếp tục đi nha. Cứ đi lên đường trên đó là Đạt sẽ đi về khách sạn nha. Bye bye luôn. Nhiều quá. Bên trong đó là chợ Âm Phủ. Ở bên đó nha các bạn. Lạnh quá. Đã sai lầm. Sai lầm khi mà để quên cái áo khoác ở phòng. Đó là thua lỗ. Bạn Tùng nè. Đúng rồi, đó là sai lầm chứ không phải đó là ơi. Bạn Tùng nói rờ quá. À. Bye bye. Đây chính là chiêu chứ bộ. Cái đây gọi là gì? Khu sữa đậu nành hả? Khu sữa đậu nành ơi, nhà gia sữa đậu nành khu. Ok, có vài bạn đi qua hướng bên khách sạn rồi các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi xuống dưới đây. Xuống dưới đây ngồi uống sữa đậu nành và ăn bánh chan nướng gì đó nha. Bạn Tùng đói bụng chưa? Bên Tùng đói bụng chưa? Có ai đang coi tôi không? Có 800 mấy người đang xem. Hỏi nhanh nè. Đây tôi. Sao ạ? Xin chào sao ạ? Xin chào mọi người. Xin chào mọi người sao ạ? Mọi người coi video vui nha. Ủa gì kỳ á? Không kênh, không đăng ký kênh à? Hãy coi xong nhớ cho một like với lại đăng ký kênh. Kênh Hành Tinh Sàm. Của okay. Bạn Đạt. Đạt. Yeah. Rồi. Đúng rồi, ok. Rồi đó, các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh Hành Tinh Sàm nha. Chút nữa có thể là Đạt sẽ nói thêm câu này thêm lần nữa đó. Chắc là cần lắm. Bye bye. Chiêu, và đây chính là sữa đậu nành. Chiêu quá à. Vô. Tụi em selfie. Vô cái đi. Vô, ok, 2 giờ. Và ok, Đạt đang đứng ở tiệm bánh mì Liên Hoa số 17, 19, 15, 17, 19, đường 3 tháng 2 nha. Đà Lạt, và ok, bây giờ Đạt sẽ đi vô mua một ổ bánh mì 2 giờ. Đói bụng quá. Giờ bán cho em một ổ thịt trứng. Thịt chả trứng. Để Đạt lấy tiền ra nha. Và ok, đây chính là ổ bánh mì mà Đạt mới mua xong. Đó, bánh mì Liên Hoa nha các bạn. Ok. Giá là 23.000. Đạt ăn thịt, chả và trứng 23.000 nha. Nghe nói hôm bữa Đạt đi Đà Lạt, bác tài nói là bánh mì Liên Hoa rất là ngon. Cho nên là ok, hôm nay Đạt ăn thử coi nó như thế nào nha. Ok.
chút nữa Đạt về phòng ăn rồi Đạt sẽ review cho các bạn xem nha. Bye bye. Ở đây chính là ổ bánh mì Liên Hoa nào nãy Đạt mua nha các bạn. Ok, đây có trứng nè, đây có thịt nè, và có chả nữa, rau nha, quá là ổn. Ok, mời các bạn ăn dành bụng bữa tối nha, chứ để đói bụng á. Bye bye. Anh An đang muối gì ạ? Xiên bẩm. Đây đúng không? Đây là của anh An nè. 60 thôi chứ. À dạ dạ. Chiều quá anh An ăn xiên quay hả? Xiên bẩm. Tôm. Dạ, lấy nước sôi bỏ vô mì tôm xong rồi bỏ nước sôi vô bánh mì xong rồi bỏ xiên bẩm vô nước sôi xong rồi bỏ nước sôi vô mì tôm. Đây anh An có mua rất là nhiều mì tôm nha các bạn. Đây đó, mì gì không biết nha, nó là mì tôm. Mì gì không biết, không có quảng cáo, mì không tôm. Có quảng cáo nha, mì tôm. Nó là mì tôm, nó là mì tôm, không có quảng cáo. Bye bye. Và Đạt đã về đến khách sạn nha. Ok, thế là kết thúc ngày 1 rồi đó. Ok, và xin cảm ơn các bạn đã xem video Đà Lạt đi lạc nha. Ủa, hey, lạc đà đi lạc chứ hay nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2. Nhưng mà các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh Hành Tinh Sàn. Xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.